Bé nhà em 2 tuổi đi khám và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ kết luận là bị u nguyên bào gan giai đoạn 2. Khối u mới 2 cm và đã truyền hóa chất được 2 đợt. Khối u đã có dấu hiệu teo. Bác sĩ trao đổi là sau 4 đợt thì sẽ hội chuẩn cho mổ. Không biết là sau khi mổ thì bé nhà em có thể sử dụng cây an xoa sắc nước uống có được hay không ạ? Mong nhà thuốc tư vấn. Chào bạn, cây an xoa là một vị thuốc có hiệu quả tăng cường chức năng gan, điều trị các bệnh như là xơ gan, viêm gan rất là tốt hiện nay. Cây an xoa đã được rất là nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về gan tin dùng vì hiệu quả tuyệt vời của nó. Tuy nhiên thì cây an xoa cũng hơi khó trong việc sử dụng. Quá trình sử dụng cũng có một số bệnh nhân có biểu hiện như là bụng cồn cào, nôn ói. Vì vậy, cây an xoa được khuyến cáo là không sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Trường hợp của bé nhà bạn, bé mới 2 tuổi thì chưa thể sử dụng cây an xoa để làm thuốc được bạn nhé.